Rồi tụi con chào cô nha. Cô lên nhà đi cô. À, cô đang xách nước hả? Dạ. Thì cô vô đi nha. Dạ cô ở đây à. Dạ. Ôi, cô ba nuôi gà ở trong nhà luôn hả cô? Trời ơi, mới mua. Đợi con xíu nha. Dạ, cô nói đi. Mới gì mà được đó, rồi cái mua cũng tèo đó. Dạ. Được không chị? Rồi cô ba đợi con xíu nha. Dạ. Rồi cô ba chế vô đi cô. Cô chế nước vô đi. Hằng ngày là cô xách rồi cô để ở đâu ha? Cô chế vô cho tụi con coi nha. Ôi trời ơi, từ từ thôi cô từ từ thôi. Dạ rồi. Rồi vậy cô ba đi ra với tụi con nha. Rồi ngày nào cũng phải xách gì hết hả cô? Ngày nào cũng xách hết trơn. Ngày cô xách khoảng bao nhiêu thùng hả cô ba? Năm chục trăm đồ á. Chứ đâu có mà xách ít đâu. Dạ. Vậy cô ba ra đây ngồi với tụi con nha. Đây để con dẹp bớt cho chỗ cho cô ba ngồi. Dạ. Ngồi đi ngon, ngồi đi chị. Nay tụi con đến thăm của cô ba. Thì con được hàng xóm giới thiệu là biết là gia đình cô vẫn chưa có nước sạch để sử dụng. Ngày nào con cũng thấy cô xách ở dưới sông lên hết á. Nên là nay tụi con đến ghé hỏi thăm cô. Gia đình cô được mấy người cô ba? Có hai vợ chồng với đứa con. Giờ nó ổng bỏ tôi luôn rồi. Vậy đó con. Giờ tôi ở góc mình. Tôi thờ lắm đó. Vậy là con gái cô đi lấy chồng rồi. Không có về thăm cô hay sao cô? Tết nữa cô cũng về luôn. Dạ. Giờ ở con mình thì mừng mướn tối ngày. Dạ. Đâu có ở không nữa. Hồi ông chết đó còn thiếu 12 triệu nữa đó. Ấy tiền nhà nước đó. Dạ. Rồi cái giờ bà trả cho người ta. Giờ trả cũng gần hết rồi bà Sáu bà nói vậy. Thôi chị bị gì dai á là 5 năm lận. Thôi chị không thẳng chị trả bằng đi rồi ăn cái Tết này đi. Dạ. Rồi cái hả qua Tết rồi hả trả lần. Dạ. Chứ gấp quá bà hả, sợ nợ quá thôi đừng. Dạ. Có đừng. Dạ. Có ai. Dạ. Bị gì ông chết năm nay nữa mới giáp năm. À, mới giáp năm mà bây giờ là cô ba sống một mình ở trong căn nhà này. Sống con. Dạ. Mình hả? Nhờ nhà nước cho được cái nhà ở đó. À, nhà nước cho con cũng thấy có cái bảng không à. Nhà tình nghĩa. Nhà tình nghĩa đó. Dạ. Thì rồi chứ nhà này cắt cũng lâu rồi hả cô? Năm nay nữa là cái Tết này nữa là 3 năm rồi nè. Dạ. 3 năm rồi. Nhà chắc còn nguyên á, con thấy nó cũng còn chắc chắn lắm. Dạ. Giờ mình được cái nhà này ở rồi ở trong mũi ban á, nhà đây nè nói bà khổ quá thì cho gạo bà ăn. Yeah. Để tôi xét lại thử coi. Yeah. Đó. Rồi bây giờ là gia đình cô ba là thuộc hộ nghèo hay là cận nghèo vậy cô? Nghèo luôn á. Nghèo luôn. Cái số nghèo luôn nè. Dạ. À, có cái giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thì cô là thuộc hộ nghèo luôn hả cô? Nghèo đó. Nguyễn Văn Phường là ông xã chồng của cô. Dạ. Rồi đứng chủ hộ. Rồi con gửi lại cô nha. Dạ. Thì tụi con được biết là cô xách nước như vậy lên hoài sử dụng đó cô ba. Thì cô thấy mệt không? Với lại cái nguồn nước thì sao hả cô? Sao không mệt? Thì nó cũng dơ mà mình cũng chịu chứ làm sao giờ. Dạ. Chứ mượn ai cũng không có ấy hết trơn á. Đó tụi xách tụi làm cây cầu đó. Dạ. Lung lơ lung lỡ rồi vậy xài chứ giờ mướn người ta không mần nữa đó. Dạ. Không có ai làm cầu giùm mình luôn á. Mình cũng tự làm luôn. Tự tôi làm luôn. Dạ. Rồi cô xách lên như vậy thì có nhức không cô? Cô có bị nhức không? Sao không nhức, tôi bị nhức khớp nè. Dạ. Rồi giờ tôi cũng lớn tuổi rồi. Tôi Tết nay nữa là 55 tuổi rồi đó. Dạ. Cũng mệt hả cô? Sao không mệt? Dạ. Mệt thì nhức. Mệt thì sang 2 giờ. Dạ.
không. Rồi cái nước mà cô ba sử dụng thì cô ba thấy nó làm sao, dơ nhiều không cô? Dơ nhiều. Dạ. Yeah. Chứ giờ cũng người ta có cây nước đồ này kia, người ta có ấy đồ này kia, mình không có mình cũng xài chứ giờ sao giờ. Dạ, vậy cô ba có muốn có được cái nguồn nước mà nó sạch hơn không? Nước mà mình khoan giếng lên sử dụng giống như mấy cái nhà đằng đây nè cô ba thấy đó, thì cô ba có mong muốn là được giống trời như họ không? Ơi, cho tôi còn mừng nữa. Tôi còn rất cảm ơn nữa, tôi mừng nữa chứ ở đó mình không có nước xài thì mình phải xin mình xài đặng cho nó sạch. Dạ. Rồi vậy là tụi con cũng hy vọng là sẽ gặp lại cô nha, để mà mang đến cho cô cái nguồn nước sạch hơn để cho cô có nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Rồi tụi con chào cô, tụi con đi nha. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Dạ dạ. Dạ rồi. Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình với Ngân lại đến nhà của cô Ba Lệ. Thì bây giờ là cái giếng nước của cô ấy đã hoàn thành rồi đó các bạn. Thì được sự hỗ trợ của hai mạnh thường quân, đó là chú Dũng và cô Trang, hỗ trợ đến cho gia đình của cô Ba Lệ một cái giếng nước sạch. Bây giờ mời các bạn cùng vô trong xem là cô ấy vui mừng như thế nào nha. Đây mình vô nhà coi có cô ở nhà không. Cô Ba ơi. Chào cô Ba nha. Chào cô. Con mang dép lên đây được không cô? Được. À. Ăn đi. Có dạ. Không? Dạ. Nay con với Ngân đến đó là để xem cô Ba vui như thế nào khi mà có được một cái nguồn nước mà sạch hơn để sử dụng tốt cho sức khỏe của cô. Được cho được cây nước á, tôi dạ. Mừng dữ lắm. Vậy đó hả cô? Trời, tôi mừng muốn khóc đó. Dạ. Chứ vui lắm. Bây giờ á là có cây nước á mình xài á là nó sạch hơn nước ở dưới sông. Dạ. Tôi vui lắm, tôi mừng dữ dằn lắm. Dạ. Bởi vì có một mình rồi cái đầu nó đau đó, rồi cái đầu đi xuống sông á, mùa này á miễn nước lớn á thì được, còn nước ròng hả tôi lội tuốt cái sông á tôi múc lên á. Đúng dạ. Rồi, tại vì con biết á là nếu mà nó giật á là chỉ còn có 1 mét thôi. Ừ. Dạ. Thì bây giờ đó, mình rồi, bây giờ mình có cây nước hả, trời ơi mừng lắm chứ sao không mừng. Cô ơi, bây giờ cô dắt tụi con đi coi cái chỗ mà mấy chú họ khoan được không cô? Khoan cái giếng của cô ở chỗ nào đâu cô? Đây. Cô chỉ cho tụi con với Ngân đi. Đây. Ờ, trước cô cửa luôn. Trước cửa nhà luôn. Làm ngay chỗ trước cửa. Nè. Ngay đây cũng tiện ha cô Ba. Ừ. Dạ. Để đây đặng mình vô đây nè, cái bắt đầu có trong đó đó. Trời ơi. Trời, cái mùa tưa. Cái mùa tưa nè, cô đậy lại rất là chắc chắn nha các bạn, sợ mưa tạt á rồi bị sét hoặc là chập điện á, nên là cô đậy lại rất là kỹ. Đó, cô để ở đây. Rồi con cũng đậy lại. Chỉ có mình đó rồi cái có nước này cái vừa đó cái tôi bật lên cái tôi xài nè, nó khỏe dữ lắm. Vậy là cái này mình bật lên đúng không cô? Cô bật xài con tắt. Vậy bây giờ mình thử nước mình ha thử cô. Thử nước nha cô. À. Cô ơi cô, bây giờ là cô bật lên nửa chổng nó có đổ ra không, để con vô con coi cái nha. Có. Con sợ nó ướt nhà cô á. Sợ ướt nhà, khoan ha cô Ba ơi. Sợ ướt nhà cô Ba nè. Ôi mà. Rồi cô Ba vô đây với tụi con nha. Đây đi ngồi cho nó dễ. Đây. Rồi. Đó. Trong ghê hả cô? Trong dữ lắm. Dạ. Quá trời trong luôn. Cô Ba thấy làm sao? Nước này có ngọt không hay là nó làm sao cô Ba? Nó lợ lợ lợ. À, chỗ của cô Ba là lợ. Ừ. Dạ. Nhưng mà cô Ba thấy nó tốt không? Tốt. Trời ơi. À. Tốt lắm. Dạ, vậy mình tắt hả cô? À, trời ơi, con thấy nó trong quá trời luôn nè cô Ba. Thấy ở dưới đáy luôn á. Ừ. Đã quá cô Ba ơi. Rồi, hết nước rồi.
Tôi mừng nguyễn vàng luôn đó chứ, dễ gì không mừng. Dạ. Tôi mừng mà tôi còn muốn khóc luôn á. Dạ. Cô ba ngồi đi nha. Biết sao không, mình hồi nào giờ mình không có cây nước. Dạ. Bây giờ mình có cái này hả, tôi mừng dữ dằn lắm. Tôi vui dữ lắm. Ai tôi đi chỗ nào mà tôi cũng nói trời ơi, hồi nào giờ hồi sanh cha mẹ sanh ra mới có cây nước hả, trời ơi tôi mừng quá trời mừng luôn. Vậy là đó giờ cô chỉ sử dụng nước ở dưới sông lên lóng phèn thôi. Không. Dạ. Lóng phèn đặng mà mình xài không á. Dạ. Chứ nói ngay nước cũng mình biết dơ rồi đó. Mà mình cũng vẫn xài. Đúng rồi, tại vì nếu không giờ có ai không đâu xài mà thì nước đâu mà có đó cô. Đâu có nước đâu. Dạ. Bây giờ mình cũng phải xài. Chứ có cây nước này đâu mà xài. Dạ. Bây giờ đó là có mấy cô lại với mấy chú lại làm cho tôi hen là tôi mừng dữ lắm. Dạ. Tôi cảm ơn dữ dằn lắm. Thì con nói với cô ba nè, cái giếng nước và cái motor này á, số tiền là 4.500.000 đồng và được sự hỗ trợ của chú Dũng và cô Trang gửi đến cho gia đình của cô Ba Lệ nha. Chúc cho cô khi mà có được nước sạch rồi á thì cô sẽ có sức khỏe hơn, thì làm ăn ngày càng phát đạt nha cô. À, dạ. Tôi cũng mừng rồi, và tôi cũng chúc cho mấy người đi ngoài dạ. Vui vẻ dạ. Cho phấn khởi. Dạ. À, Tết đến rồi á, thì bây giờ cô có nước để sử dụng á thì cô cũng nhẹ hơn, như là mùng 1, mùng 2 mình không có phải xuống sông nữa. Dạ. Bây giờ mình chỉ cần bật như tôi thôi. Giờ có một mình đó. Dạ. Rồi cái bật tưa lên cái xài à. Dạ. Đâu có mà đi xuống sông chắc. Dạ. Đâu, mỗi lần gặp tôi xuống sông tôi xách ha. Tao nói hen có hai cái thùng nhỏ xíu à. Dạ con có thấy rồi. Là quá trời cỡ 10 giờ mà sắp cho tới trưa luôn. À, sắp mấy cái thùng đó. À, cô ba ơi, cô thấy mỗi lần mà cô sử dụng cái nước này nè, cô tắm, người giặt đồ, nấu cơm mà cô ba thấy nó làm sao? Thấy tiện. Tiện lắm hả? Cô thấy nó có im không? Tại xài tốt lắm không cô? Tốt. À. Chứ có gì đâu. Dạ, vậy là tụi con thấy vui rồi. Tụi con hy vọng là cô có nước sạch á, thì dồi dào sức khỏe nha. Năm mới thì hai chị em tụi con cũng chúc cô có nhiều sức khỏe nè, luôn luôn thành công nha cô. Rồi, tôi cảm ơn. Dạ. Tôi mừng lắm. Giờ cô có nước rồi thì cô xài nha, cô không phải xuống sông nữa. Tụi con cũng vui giùm cô. Dạ. Rồi, tôi cảm ơn. Dạ, vậy tụi con về nha cô. Cô giữ sức khỏe nha. Dạ. Trời ơi, tôi mừng dữ lắm. Trời ơi. Con chào cô ba nha. Thì mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cô ba ở gần xóm nhà của cô Lệ. Thì con cũng nghe cô nói tháng qua là hoàn cảnh của gia đình cô Lệ cũng khó khăn hả cô. Mà bây giờ là có được cái nước sạch đó thì con thấy vui quá. Không biết là cô ở đằng xóm kế bên thì cô thấy như sao hả cô? Nhưng mà mấy cô có đi ngang làm được cái nước, có hỏi bà chị Lệ thì bà mừng đến nỗi bà khóc. Dạ. Rồi tôi cũng mong sao mấy cô đó lại gặp và mong có lời cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ những mấy người không có cây nước xài rồi mỏ sách. Nào ngay tôi cũng mong thành thật và cảm ơn. Dạ. Với luồng bên nào ngay cũng khổ. Con đau quá rồi không tiền cho cái nước, ngày hôm qua vợ chồng nghe mừng lắm, bưng nước người này người kia uống. Bưng cho người ta uống. Dạ, bưng uống thử nước cũng ngon ngọt tốt, mừng dữ lắm. Thế nào ngay hai chồng lý lo, ngày hôm qua nay tôi thì nào ngay ai không có tôi mừng giùm. Mình còn kẻ mình bư được đó. Thì tôi mong có cảm ơn và lãnh đạo ở trên Mạnh Thường Quân đi giúp cho xã hội vậy. Tôi mong thành thật cảm ơn những mấy người nào mà già neo đơn vậy đi cho tôi mong ơn tôi mừng. Cô thấy cái nước ở dưới sông này sao hả cô ba? Dơ quá cô ơi. Các thứ dục dưới rồi lục bình như gì nè, không có xài được. Dạ. Nào ngay bác cũng khổ, đi đồng bằng cỏ hừng sáng tới 11 giờ. Dạ. Được có 100.000 à. Mà thậm chí đổi chai nước mà cũng không dám mà đổi uống nữa. Dạ. Dùng chồng mới chết thì sống con thì nó đâu có lo, tự lo bư vào. Nào nghe thấy ba gì ba cũng mừng giùm cho bà. Dạ. Ngày hôm qua là hỏi ba ngồi khóc mướt luôn á. Dạ. Có nước là vui quá. Chứ con thấy dưới sông mà lục bình rồi dịch như thế này nè, rồi sao mà sách được hết cô ba? Đèn ơi thì cũng dẹt cầu mò sách xuống, nó cây cầu cao vậy đó. Dạ. Lụa với Vũ cũng mò đi chứ giờ nước đâu xài. Mà nhờ nước ngừng nước lớn tối cái mò sách đổ vô rồi đồng mình xài. Chứ chắc này là không sách được không rồi đó được, cô. Nó đục rồi nó dơ. Dạ. Cô mà múc lên lóng phèn rồi hay là một bốc nước sình mình dưới
Dạ, cũng đó. Khổ quá dạ. Cô. Nhưng mà thì tụi con cũng cảm ơn cô nha. Thì chúc cô năm mới là vui vẻ nha. Tụi con cũng hy vọng là sau này sẽ được Mạnh Thường Quân hỗ trợ để mà giúp cho bà con ở xóm nghèo này có nhiều nguồn nước sạch hơn nữa. Dạ. Dạ. Thì tụi con... tôi mong thành thật các Mạnh Thường Quân, Thường Quân với mấy cô dạ. Xem xét những mấy nghèo, mấy người nghèo hoàn cảnh khó khăn. Dạ, tôi mong cảm ơn thành thật và đội ơn. Dạ, dạ. Cảm ơn cô dạ. Ba nha. Rồi tụi con đi đây. Cô, dạ. Cô làm tiếp cô, nha. Cô mạnh khỏe vui tươi đặng dạ. Hơn. Dạ. Còn chị quá nghèo chị mừng chị mừng dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Mình đi về thôi.